Spoiler One Piece 2037, Ngũ Lão Tinh và những tiết lộ động trời, cái đô tung 100% sức mạnh. Hello 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Top Manga. Trận chiến giữa Zoro và King đã kết thúc với phần thắng thuộc về Diêm Vương, danh hiệu mới mà Zoro tự phong cho mình. Sau khi thuần hóa được thành Enma và chém gục thiên tài mạnh nhất dưới trướng tứ hoàng Kaido Bách Thú, lời hứa của King với Kaido đã không thể trở thành hiện thực. Nhưng mà lời hứa của Zoro với Luffy thì vẫn còn đó. Và nó đang tiếp tục các đồng đội đồng minh của Luffy vẫn đang nỗ lực hết sức, vừa tiêu diệt kẻ thù, vừa cứu chữa những người bị thương. Cho dù đang là bên bờ vực của cái chết như kỳ cư, Kinemon, thì họ vẫn không bị bỏ lại. Với phương châm là còn nước thì còn cái nịt. Hay là như Kip và Lo, đối thủ của họ là con quái vật mang tên Big Mom, vừa hốc một năm tuổi thọ của chính mình để đánh nhau. Hai thanh niên dù đang ngậm hành, nhưng họ vẫn giữ chân Big Mom không cho bà ta đổ sát phe mình. Và thậm chí là họ còn nghĩ đến chuyện xử luôn cả nữ tướng hoàng này bản thân Luffy cũng đang tiếp tục cố gắng. Cậu đã lãnh trách nhiệm hạ gục cái Đô, giao cho Momo nhiệm vụ dừng đảo quỷ lại, cho nên Luffy càng thêm phần quyết tâm. Nhưng sau một hồi giao đầu với sinh vật mạnh nhất thế giới, trải nghiệm cảm giác chiến đấu ở tầm cỡ tứ hoàng, Luffy lại tỏ ra tận hưởng hơn là đánh nhau vì người khác. Sanji đánh bại Queen vì lòng tự tôn của anh bị động chạm, vì Luffy, vì cứu Osome. Zoro và King chiến đấu với nhau cũng vì thuyền trưởng của mình hơn là giành lấy cái gì đó cho riêng bản thân. Còn hai nhân vật đại diện cho hai phe lại đang tận hưởng trận đấu của riêng mình. Cái đô mặc kệ thuộc hạ bại trận, bằng bách thú thất thế, Luffy cũng giao tất cả cho mọi người. Có thể nói trên mái vòm lúc này là hai con quái vật yêu thích chiến đấu, đang sung sướng tận hưởng cảm giác tử chiến với nhau. Nhưng liệu cái đô đã tung ra 100% sức mạnh hay chưa? Luffy sẽ phải đối phó với cái đô ra sao khi mà ông ta quyết định dốc toàn lực. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ tới với những diễn biến tiếp theo của trận chiến qua bản Spoiler One Piece chapter 1037 mới nhất. Và tên của chương này là Jordan Hake tức là Tiểu Long Bát Quái. Đây là một đòn thế mới được Kaido sử dụng trong chapter 1037 này. Nghe chừng thì nó khá giống với biến thể của lô bát quái, đương nhiên là ở đẳng cấp cao hơn. Giống như Luffy đấm thường với chiêu cạt linh căn, còn khi sử dụng Gear Thread thì nó biến thành Elephant cạt linh căn. Nhưng mà các chiêu thức của Luffy chưa bao giờ được lấy làm tên trường, thậm chí suốt chapter 1036 trước đó chỉ duy nhất một lần Oda làm điều đó. Đấy là chapter 745 với tiêu đề lồng chim tên của tuyệt kỹ mà đồ Flamingo tạo ra. Khi hắn nói ta phải sử dụng lồng chim, mặt lò cắt không còn giọt máu. Toàn bộ mọi người ở Dredosa phải đối mặt với tử thần. Ngoài ra thì chỉ có vài lần khác là Oda không lấy tên châu thức của nhân vật làm tiêu đề, nhưng có đặt tên dựa trên trạng thái chiến đấu của họ. Ví dụ như chap 387 có tiêu đề là kia, chap 415 có tiêu đề là tỏa nhiệt. Mô tả Diablo Chambo của Sanji. Tiếp theo là tên chap 417, ác quỷ Asura nó là một dạng sức mạnh của Zoro chứ không phải là tên một chiêu thức cụ thể. Lồng chim của đồ Flamengo còn đặc biệt hơn cả chiêu thức của những nhân vật chính. Sự đáng sợ của nó chúng ta đã được chứng kiến và ở chapter 1037 này sẽ đến lượt uy lực của cái đồ. Một đòn tấn công mạnh hơn rất nhiều so với lộ bát quái. Trong dạng con người, ông ta vẫn tung ra lộ bát quái như thường. Còn khi có thêm chữ long thì rõ ràng phải sử dụng đến sức mạnh của rồng, tức là kết hợp cả haki lẫn năng lực trả quỷ lại với nhau. Anh em có thể hiểu đơn giản rằng biến thể mới này cũng tương tự như cái cách mà Luffy nâng cấp chiêu thức khi cậu sử dụng các Gear Second, Gear Third và Gear Four. Kaido đã quyết dốc toàn lực và hãy cùng xem Luffy đối phó ra sao. Một, Kaido tung 100% sức mạnh. Trước mấy mở đầu bằng khung cảnh ở kinh đô Wano Quốc, đảo Uni vẫn cách nơi này khá xa, cho nên mọi người chưa thể nhìn thấy nó. Đây đều là công lao của tướng quân tương lai, Kuzuki Momonosuke. Nhờ nó kéo mây, nên mọi người mới được tận hưởng trọn vẹn lễ hội. Tuy nhiên thì cuộc vui nào rồi cũng phải có lúc tàn. Lời dẫn chuyện cho biết, lễ hội lửa tại kinh đô Hoa đang dần kết thúc. Lễ hội lửa của người Wano là dịp tưởng nhớ những người đã khuất, là lễ hội lớn nhất năm và nó diễn ra xuyên suốt cả đêm. Với việc lễ hội tại kinh thành sắp kết thúc, nghĩa là bình minh đang đến rất gần. Nếu mình đoán không sai, thì Kaido sẽ bị đánh bại ngay lúc trời vừa sáng. Lễ hội của người dân sắp tàn cuộc, vậy thì Aswano này khả năng cũng không còn kéo dài lâu nữa. Đương nhiên là trận đấu quyết định diễn ra giữa Kaido và Luffy cũng phải bước vào hồi kết. Bây giờ là lúc hai bên tung hết sức mạnh, quyết một phen thắng bại. Trở lại với mái vòm Onigashima, nơi mà Luffy và Kaido quyết đấu với nhau. Cuối chapter 1036 trước đó, ta đã thấy sức mạnh hiện tại của Luffy là như thế nào. Cậu bị bổ truy thẳng vào đầu vẫn còn tỉnh bơ, còn đấm trả Kaido một phát méo mồm. Luffy giờ đã đạt đẳng cấp của tứ hoàng, ăn miếng trả miếng khiến Kaido phải đổ máu. Tiếp tục với diễn biến của chapter trước, hai người cùng đứng dậy nhìn nhau cười khoái trí Luffy nói, mình thấy thật sảng khoái Cai đô cũng đồng ý và lôi bình rượu dắt bên hông ra. Ông ta nốc rượu ngay giữa trận chiến, tu một hơi hết sạch vào rượu rồi bắt đầu chân nam đá chân siêu. Hay là nói cách khác, Cai đô đang say rượu. Ông ta nấc lên thành từng tiếng và bắt đầu nói lời nhè. Luffy cảm thấy khó hiểu trước hành động của đối thủ, nhưng mà nhanh chóng có một luồng điện chạy qua não cậu nhờ haki quan sát cấp cao. Luffy cảm nhận trước sắp có một điều gì đó khủng khiếp xảy ra. Những bước chân siêu vẹo của Cai đô đột ngột trở nên chắc chắn. Ông ta biến mất ngay trước mặt lù. Kaido thậm chí còn nhanh hơn cả lúc trước. Anh em hỏi lúc nào thì đó là chapter 1001, Lu đã dùng hàng kỳ quan sát cấp cao, vẫn né không kịp, bị vụ trời máu đầu do Kaido quá nhanh, nhưng tốc độ đó thậm chí còn chưa là gì so với bây giờ. Hết sao gì, Kinh, giờ lại đến Kaido di chuyển với tốc độ mắt thường không thể theo được. Có vẻ như tàng hình là trend ở Wano. Kaido tung ra một chiêu mới tên là Tửu Long Bát Quái. Theo cách hiểu của mình thì tửu là rượu, long là rồng, bát là chỉ cách đi hình chữ bát còn quái trong quái đản hoặc là quái thai. Hiểu nôm na thì trâu này là một con rồng say rượu quái thai, chân đi hình chữ bát. Và tổ lăng bắt quái là trêu của Kaido khi say rượu. Ông ta là sâu rượu thật, nhưng mà không phải uống vì chán đời, chán đứa nghịch tử, mà Kaido uống để đỡ quên cái cảm giác say. Thực chất ông ta là một cao thủ túy quyền bẩm sinh. Hiện tại Kaido đang dùng túy chùy để đập nhau với Luffy. Rượu khiến Kaido trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc trong cuộc chiến với Luffy, vừa vui sướng, thích thú, lại vừa buồn bã, khóc lóc và có cả sự tức giận. Và tương ứng với mỗi loại cảm xúc, Kaido lại tung ra một đòn đánh mang theo cung bậc cảm xúc đó. Đây đúng là một đối thủ siêu dị. Một trong các chiêu túy chùy của Kaido có tên là Kandari rusekan Kandari là một trong năm minh vương của Phật giáo. Còn rusekan tạm dịch là Long Tinh Pháo. Rất may Luffy vẫn đứng vững, cho dù vừa chúng phải đòn tiểu long bắt quái. Cái thứ võ rồng sai này quả thực là vô cùng khó chịu. Kaido quá nhanh, nhưng mà Luffy thì cũng không phải dạng vừa. Thiên phú của cậu về Haki quan sát khác với Katakuri. Trong hồi tưởng của mình, Luffy nói với Rayleigh rằng cậu quan tâm tới việc đối thủ là người như thế nào hơn. Nói về quan tâm cảm xúc, đọc suy nghĩ của đối phương hay là trên đời khó ai qua mặt được lù nhà ta. Nhờ loại Haki quan sát đặc biệt này mà Luffy dần dần bắt kịp những đòn tấn công liên hoàn, mang theo cảm xúc của chính Kaido. Không chỉ có thế, Luffy còn đáp trả bằng liên hoàn đấm Komukomu no Rob Gatling. Và lý do là Kaido nhanh quá, lại di chuyển không theo bất cứ quy tắc nào thành ra lù không thể dự đoán trước nổi cậu đánh đấm loạn xạ vào không gian xung quanh chúng đâu thì chúng thế mới thấy kỳ quan sát của katakuri gặp tứ hoàng thì cũng chỉ một chùy thôi và với tình hình hiện tại kaido sử dụng tuyệt học của ông ta rồi chắc là luffy sắp sửa phải bật kia lên chiến lại hay ngũ lão tinh và những bí mật động trời rất tiếc là trận đấu trên mái vòm đang gây cấn lại phải tạm dừng để chuyển cảnh đến lâu đài Pangea tại Marikaus. Ngũ lão tinh trùng xuất hiện như trên màn hình bọn nó nói về việc bắt giữ Nico Robin. Tuy nhiên mấy lão già này cũng không quên nhắc tới thất bại nhục nhã hai năm trước, khi mà nhóm CP9 đã đem Robin tới tận NS Lobby và chỉ thiếu chút nữa thôi là lọt vào tay chính phủ mà vẫn bị bằng mũ rơm cướp trên giản mướp. Ngũ lão tình nhận định tình hình hiện tại cũng tương tự hai năm trước, thậm chí còn khó khăn hơn. Họ cho rằng bằng mũ rơm đã lớn mạnh không ngừng, nhưng Robin lại bị cả hai tứ hoàng nhắm đến, chỉ với vài đặc vụ CPO e là không làm gì được. Không muốn nỗi nhục hai năm trước lặp lại, nên lần này chính quyền thế giới đã gửi hẳn một hạm đội mạnh hơn hẳn Buster Call tới Wano phối hợp với các gián điệp tại Onigashima. Lúc này hạm đội tàu chiến của chính phủ đã ở rất gần với Wano Quốc. Một ai đó trong hạm đội báo cáo với Ngũ Lão Tình về kế hoạch tân Onigashima của Kaido rằng hắn có ý định thu nạp tội phạm trên toàn thế giới, chấm cứu Wano rồi tạo ra thiên đường cho hải tặc gọi là Oni bên bờ vũ trụ, lâu đài quỷ trở thành tịnh thất bổng con. Bản thân Kaido tự xưng là thầy ông cụ, tên của cây lẫn triệu thức đều đặt tên dựa theo Phật giáo, nhưng bản chất của cái đồ lại là quỷ Oni. Các vật vụ Sipo ở Wano cũng điều tra ra được. Ngoài Yamato, thì Kaido còn có chung huyết thống với cặp chị em Unti, Pek One. Nhưng người ông ta bảo là trẻ mồ côi, mình nhận nuôi. Nghe tin, ngũ lão tình tức giận đập bàn. Chính quyền thế giới đã ra quyết định khởi tố Kaido, lệnh cho hạm đội phải tiêu diệt bằng hết tội phạm ở Wano Quốc. Quyết tâm biến giấc mơ Oni bên bờ vũ trụ của Kaido thành Oni bên vành móng ngựa nhưng mà lúc này lại xuất hiện một thông tin gây sốc khác nhân vật giấu mặt trên tàu cấp báo rằng hạm đội của họ vừa trông thấy một cái bóng ngay tới đây ngũ lão tinh nói rằng điều đó là không thể thậm chí đối với họ nó đã là một huyền thoại và nó đã ngủ say từ tận vài thế kỷ trước mình không hiểu mấy lão già này đã bao nhiêu tuổi có thật là ngũ lão tinh bất tử hay không nhưng có một điều chắc chắn rằng oda đã giữ lời hứa với chúng ta oda từng nói trong asuano mình sẽ giới thiệu về một huyền thoại đã ngủ yên trong one piece chưa biết cái bóng kia là gì nhưng huyền thoại ngủ yên ấy đã thức giấc và còn tiến về quan nội quốc hẳn là phải rất rất đáng sợ mới khiến hạm đội của chính phủ lo ngại cấp báo ngay cho ngũ lão tình như vậy ngũ lão tình kết thúc cuộc trò chuyện với thuộc hạ bằng cách nhắc về một trái ác quỷ bí mật và họ nói rằng đã đặt một tên khác cho cái trái ác quỷ đó để che danh tính thật của nó chắc chắn trái ác quỷ ấy đang được sử dụng ở Onigashima liệu có phải là trái Komakomer của Luffy hay không hay là nó là một trái khác được sở hữu bởi cái bóng bí ẩn kia người cung cấp thông tin đã giấu đi chi tiết này, chỉ biết rằng chapter 1037 sẽ kết thúc bằng việc tiết lộ danh tính của cái bóng mà hạm đội bên ngoài Wano Quốc nhìn thấy. Và mình sẽ có một giả thuyết về cái bóng cũng như trả quỷ bí ẩn kia. Hẹn anh em trong video sắp tới. 3. Tuần sau không có chuyện Rất tiếc phải thông báo với anh em một tin buồn, gọi là tin buồn bởi vì nó không vui. Đó là tuần sau không có chuyện. Tuần này thì ta vẫn có spoiler, chapter 1037. Nhưng mà theo lịch phát hành của tạp chí Trump, Tuần này họ nghỉ, phải đến ngày 14 tháng 1, chapter 1037 mới chính thức ra lò. Còn sau đó thì Oda xin nghỉ để trở về nhà thăm vợ, nên là lại break tiếp một tuần nữa. Nghĩa là phải đợi đến tận ngày 28 tháng 1 thì mới có chapter 1038. Tháng 1 này chỉ ra được mỗi hai chap. Và cuối cùng, chúng ta sẽ cùng chờ đón những thông tin tiếp theo về chap mới. Sẽ liên tục được cập nhật trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn anh em đã xem hết video và nếu thấy hay, hãy bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi lần gà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.